dấu ấn rất lớn về yếu tố chiến thuật. Độ chuẩn xác vẫn là rất cao và nó ảnh hưởng nhiều đến kết quả chơi của Hà Nội. Nguy hiểm, tỷ số là 3-0 cho Hà Nội. Lại là Kayon, lại là quả phạt góc bên phía cánh phải của Văn Quyết. Người đã mở điểm cho Công an Hà Nội là Rafael Sasset, cầu thủ đã được tăng cường cho đội bóng ngành công an ở giai đoạn 2 của bóng và đã thể hiện được phong độ cao. Nguy hiểm và tỷ số đã được mở cho Hà Nội. Đường truyền là của Văn Quyết và Kayon là cầu thủ đã kết thúc thành công bằng đầu. Đã không có trung vệ nào của Đông Á Thanh Hóa nhảy lên. Thanh Diệp có lợi thế đôi tay, nhưng xuất phát điểm trong tình huống tranh chấp của Thanh Diệp cũng là không đủ tốt và anh đã thất bại trong pha tranh chấp trên không. Tỷ số là 2-0 cho Hà Nội. Đó lại là pha ghi bàn của Kayon. Khoảng cách được nhân đôi. Và cùng với đó là hy vọng để tiếp tục duy trì cuộc đua hướng đến ngôi vô địch của đội khách Hà Nội. Trên sân Hàng Đẫy và lúc này thì trọng tài chính điều khiển trận đấu Ngô Duy Lân đang được sự hỗ trợ của các trợ lý trọng tài VAR. Và có vẻ như đội bóng đang bị dẫn, Viettel có thể có một quả penalty. Còn trên sân Thanh Hóa chúng ta vừa được nhìn thấy một tác phẩm của Kayon với cú tung chân móc bóng rất điệu nghệ. Sự góp mặt của Kayon là một tín hiệu đáng mừng cho đội đương kim vô địch Hà Nội. Cả hai bàn thắng của đội bóng áo trắng trong hiệp thi đấu đầu tiên đều thuộc về tiền đạo người Brazil Kayon. Một phong độ chói sáng. Sự trở lại của Văn Quyết vẫn là một phần rất quan trọng trong cách vận hành lối chơi của đương kim vô địch Hà Nội. Những pha trả bóng của Văn Quyết ở hiệp 1 không phải là quá nhiều, nhưng nó vẫn mang dấu ấn rất lớn về yếu tố chiến thuật. Độ chuẩn xác vẫn là rất cao và nó ảnh hưởng nhiều đến kết quả chơi của Hà Nội. Nguy hiểm, tỷ số là 3-0 cho Hà Nội. Lại là Kayon, lại là quả phạt góc bên phía cánh phải của Văn Quyết. Quá lợi hại với những tình huống cố định. Và bên ngoài sân thì cái lắc đầu có thể nói là cực kỳ hài lòng của Banovic đã được trao cho Văn Quyết. Đó chắc chắn là một sự thừa nhận. Qua đó tiếp tục duy trì sức ép trong cuộc đua hướng tới ngôi vô địch ở mùa giải này. Khả năng dứt điểm của Kayon rõ ràng là rất đa dạng, cũng là bằng đầu nhưng điểm tiếp xúc là rất khác nhau, điểm cắt là vô cùng khác nhau. Nếu như bàn thắng bằng đầu ở pha ghi bàn mở tỷ số là một điểm cắt ở trong khu 5m50